món mà Lan Ngọc sợ nhất là món địa lý. Bạn làm ơn bạn né giùm tôi nha. Đáp án không được dùng tiếng nước ngoài. Kể tên những quốc gia. Kể tên những quốc gia. Trời ơi. Quốc gia hả? Hai. Thái Lan. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Là Việt Nam. Miếng điện đâu? Miếng điện đâu? Thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm bốn chữ cái? Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. À, bốn chữ cái. Trời ơi. Trời ơi. Trời đâu phải là em. Cái này nguy hiểm lắm. Vinh hả? Ủa Minh đó. Vinh, tự nhiên gọi thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà có chữ Minh mà. Bán cái nữa cho tỉnh lại đi bạn ơi. Để cặp đôi sóng gió bảo bảo thần gì đó. Để tôi. Thôi để em lên trước. Em ngồi cho não em tịnh lại đi. Thiết Luật và Hà Thu. Nè, Á Hậu là người ta thông minh lắm á. Thôi anh không. Quá tôi gì? Cần thua. Anh là nên trả lời sau là đúng. Okay. Ra gì? Ra cái búa. Một, hai, ba. Giỏi lắm anh Luật. Hai, ba. Giỏi lắm anh Luật. Mời nói trước, mời nói trước. Ủa, có dùng mời nói trước. Kể tên các con vật bắt đầu bằng chữ T. Con thỏ. Năm, bốn. Chào ơi. Ba, hai, một. Trời ơi, thằng con Lăng tê, trời tê. Ơi. Trời ơi. Trời ơi, thằng con Lăng tê tê. Thằng con Lăng tê tê. Ủa, đập bên đây mà. Tại anh Giang dựa vô. Không. Anh Giang, ngồi vô đây. Không có, bạn nghe lộn. Đúng bạn vậy. Nghe lộn, bạn nghe lộn. Anh ngồi vô đây. Bạn nghe lộn. Tôi không nghe câu hỏi lo cười không à. Chữ T anh đừng có xào, người ta nói con thỏ rồi. Rồi, lượt đầu tiên, Hà Thu thắng. Có ai thắng mà như em vậy không? Câu tiếp theo. Khoan bạn, để tập trung đi. Mời quán sushi. Thiệt kết, dắt nhỏ đi thỉnh kinh chi mà giờ. Một, hai, ba. Thắng làm gì? Đã không có thông minh rồi mà còn thắng. Hãy kể tên con vật bắt đầu bằng chữ B là chữ bờ đó. Con bò. Bò. Con B. Năm, bốn, ba, hai. Con báo. Báo. Con năm, bốn. B B B. Bờ. Con B B B. Con B B B. Con bé. Bé là gì? Bé là gì? Bé. Bé là con gì? Bé nhỏ. Bé gái nhỏ. Anh. Đó, loài người cũng là một loài động vật mà anh. Đúng rồi. Động vật. Đúng không anh? Con. Đúng rồi. Có. Không. Không. Ai không? Ai không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái máy này nó nhạy quá à. Làm gì có chuyện chạy ở đây hả? Lượt hồi nãy Hà Thu thắng, lượt này Tiến Luật thắng là Huê. Bây giờ câu cuối cùng, quán tôi xì. Một, hai, phá. Từ từ. Hai, phá. Từ từ, tôi xỉm với bạn hay tôi xỉm với Hà Thu? Bạn đếm mà sao tiền bạn ra cái bao gì nãy giờ tôi lo xỉm với bạn mà tôi thua, tôi thắng bên kia đó. Rồi, một, hai, ba. Hai, ba. Quay. Cái gì? Rồi. Đã không biết trả lời mà thắng quay. Kể tên các vật dụng trong nhà bắt đầu bằng chữ M. Mâm. Cái mẹt. Năm. Trời ơi. Bốn. Cái màng. Cái m... Năm. Bốn. Ba. Cái m... Từ từ. Khoan. Hai. Cái mẹt. Mền. Năm. Cái mụn. Đúng rồi. Rồi mà. Chưa màng. Mụn nãy là màng. Nãy là màng chưa mụn. Mền. Mụn màng. Cái mành. Cái mành. Năm. Cái máng. Cái máng.
Cái muỗng anh phải kể thêm một cái nữa em mới phục. Cái muỗng, cái móc quần áo, cái móc canh chứ gì. Cái màn hình tivi, cái móc quần áo, cái móc rồi cái mỏ nữa. Rồi lượt này Tiến Luật thắng. Thật ra ngồi cho nó căng lắm. Thật sự nha. Khi ngồi ở trên đó thì nói được hay lắm. Vô đây ngồi đi. Đây là lượt cuối cùng để quyết định đội nào thắng ở trò chơi này. Em không chơi mắt kiến nè. Kệ em. Trời ơi, con bé này khờ dễ sợ. Ủa sao vậy? Tự nhiên em qua mắt kiến làm chi? Trong khi người ta chưa chơi người ta sạch tách, em chưa chơi nhìn em kìa như con ăn mày thấy không? Đó rồi kia giờ mắt kiến vậy sao thấy đường tù xì. Thôi em không muốn mắt luôn. Thiệt luôn hả? Không. Đeo không? Anh nhìn bỏ ra đi. Vô mắt. Vô mắt. Thôi bỏ ra đi, bao nhiêu mùa rồi. Rồi. Khùng quá, lấy được nó rồi, đeo đi. Con bé này khờ dễ sợ. Không có thành chánh quả là gì anh không á. Quả tôi xì, 3, 2, 1. Thắng được đi trước. Đó, trời ơi, làm như mình thông minh vậy đó, rồi cũng là xin xầm ăn. Cho tôi góp ý cái món mà Lan Ngọc sợ nhất là món địa lý, bạn làm ơn bạn né giùm tôi nha. Đáp án không được dùng tiếng nước ngoài. Kể tên những quốc gia. Kể tên những quốc gia. Trời ơi. Trời ơi. Ban tổ chức ép tôi. Mới nói xong luôn á. Có hai từ. Hàn Quốc. Thái Lan. Nhật Bản. Năm. Bốn. Na Uy. Ba. Mông Cổ. Trung Quốc. Năm. Bốn. Ba. Quốc gia hả? Hai. Việt Nam là Việt Nam. Miếng điện đâu. Rồi lượt đầu tiên Trương Thế Vinh thắng. Hay quá anh Vinh ơi. Lượt thứ hai đã không cần địa lý mà tại sao cứ địa lý hoài. Vô tình thôi. Câu thứ hai vẫn là địa lý. Quá tôi xì. Ủa Na Uy là hai từ hả ta? Đúng rồi, đúng rồi. Mấy quá tôi xì. 3, 2, 1. Sao rung tay vậy? Kể tên các con vật có trên 4 chân. 5. Cú nhện. Chó. 5. 4. 4 chân à. 3. Con kiến. 5. Con cua. Con còng. Con con còng là với lại 4. Con 3. Con bò xít. Con gà. Đó, con rạm. Cái gì con rạm? Tôm tích. Con tôm mũ ni. Con tôm mũ ni. Con tôm sú. Tôm là một tôm thôi. Tôm tích. Rồi, hai tôm. Năm. Con tôm tích. À, bốn. Con sam. Đúng. Năm. Con cuốn chiếu. À, năm. Con sâu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Con bồ cặp. Con bồ cặp. Bồ cạp rồi, bồ cạp rồi. Chưa. 5, 4. Con bò cạp. 3. Con sâu đớp. Con sâu đớp. Không có sâu rồi. Con sâu rồi. Vô. Vô. Thì cái gì nữa. Như vậy là Vinh. Anh Vinh chưa trả lời tiếp con nào mà sao thắng rồi. Không, tại Vinh đi trước mà. Đâu phải Vinh đi sau đâu. Nhưng mà con gì nữa? Cái gì? Anh cũng có biết đâu mà anh nhìn thôi. Con ong. Thôi nghe chị dạ nhá. Con chuồn. Bơm bướm. Con ruồi. Con mũi. Như vậy là Vinh thắng hai lượt rồi thì. Dạ. Không. Tôi chơi cho em vui. Em okay. Chơi cho đến khi nào anh Vinh ảnh rớt bột thì thôi. Rồi quán tôi xì. 3, 2, 1. Thắng.
Đó. Trời ơi, đã khờ rồi. Đã khờ rồi mà còn đi trước. Kể tên tỉnh hoặc thành phố ở Việt Nam. Tỉnh hoặc thành phố ở Việt Nam. Lại là địa lý. Nó vô tình nè. Ôi nhiều câu mà. Sao anh cứ chơi em mấy câu địa lý hoài. Cho em câu khác đi, đừng có địa lý. Em biết có mấy này, tỉnh hả? Này cái này bạn có chút sắp xếp. Anh sắp xếp. Vinh đừng mấy đổi không? Anh tự đổi. Thôi nhường em nói đi. Được. Anh đợi đợi đợi. Kể tên các bài hát có tên 5 chữ. Đơ. 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 Em chỉ biết hát thôi. Em không biết tên bài hát. Thôi bạn ơi, thương em đó. Đổi đi. Thích câu nào đọc luôn. Kể tên các loại áo. Rồi. Quá trời câu á, trọng mạnh cứ kể chọn tên câu. Kể tên các loại áo. 5. Áo thun. Thun. Ông mưa. Áo gi lê. Áo dài. Áo khỉ. Áo gi lê và khỉ mấy thứ. Bậy hai cái anh. Áo vét. Áo tan. Trời ơi trời. Đó mà. Đúng nhưng mà nó ghê. Áo cưới. Áo ba ba. Áo sườn xám. Áo sườn xám. Áo sơ mi tay ngắn. Áo sơ mi. Áo sơ mi tay ngắn. Áo ba lỗ. Áo áo lót. Đúng rồi. Áo hai dây. Hai dây. Đúng rồi. Áo len. Áo len. Áo ống. Áo cổ lọ. Áo khoác. Khoác rồi chưa? Áo măng tô. Măng tô. Áo áo bơm bơm. Bơ là gì? Có ba cái này nè. Mấy cái này nè. Mình không dùng tiếng ngoài. Bơm bơ với lại nhưng mà cái này gọi là bơm bơ chứ gọi là hút đi. Hút đi rồi bơm bơ là khoác. Giờ là bơm bơ đúng không? Thôi bạn ơi, đổi câu hỏi. Bơm bơ là khoác rồi. Thôi đổi câu hỏi đi. Đổi câu hỏi đi. Bé tự chọn mà chọn lại. Kể tên các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trên thế giới. Ê, anh cũng coi nhiều lắm nha. 5. Chết rồi. 4. Vậy hả? 3. Elsa. Tom. Tom là gì? Tom. Jerry. Jerry. Mickey. Donan. Big Lick. Minnie. Pooh. Khoan xí. Winnie. Cái gì? Doraemon. Con gấu Winnie mà có cái này nè. Doraemon. Doraemon. Solomon. Solomon là ai đọc tên? Thủy thủ mặt trăng. Không có tên, có tên mỗi người đàng hoàng. Tức ghê, tự nhiên nhân vật hoạt hình là thủy thủ mặt trăng. Ví dụ như là Nobita. Ví dụ vậy, như người ta là Solomon nè, là nhân vật không. Thủy thủ mặt trăng. Cái đó là cái tên thủy thủ sao kim nè, thủy thủ sao hỏa nè. Nè, đây, thủy thủ sao hỏa nè. Đó đỡ khác. Kể tên các loại trái cây có một chữ. Rồi, kể tên các loại trái cây có một chữ. Mít. Mít. Xoài. Ổi. Đốc. 5. Nhãn. Dừa. 5. 4. 3. 2. 1. Vô. Cam nè. Cam nè. Quýt nè. Nho. Tự chọn. Áo này màu gì? Áo này màu gì? Đó. Cam là cùng hỏi với ai nè. Rồi gì nữa nè? Bưởi. Như vậy là sau lượt chơi này, Chu Thế Vinh chưa bị, vẫn còn trong. Vậy em chơi tiếp. Chơi đến khi anh bị vậy thôi. Thôi chơi chậm hỏi. Kể tên các loại động vật ăn thịt sống. Đó, bà lựa mấy câu khó khó không nè. Đã bình thường mình yếu rồi. Cái nào mà nó chuyên môn của mình về thời trang nè, về cuộc sống nè. Hồi nãy chọn mà cũng nói không được. Tôi nói cho em nghe, lúc trước em thắng tụi tôi mấy câu thông minh toàn là nhờ người ta thương, người ta nhắc em không. Em phải công nhận điều đó đi. Không có fan của em không làm gì được hết. Phải mà em thi với anh Luật là em thắng rồi. Hả? Phải mà em thi với anh Luật là em thắng rồi. Hả? Hấp anh có quyền thách đấu mà. Tự nhiên đội em thách đấu hả chị? Dạ. Chờ nào anh Vinh dơ thì thôi. Con này được không? Con này được không? Kể tên nè, có một phần nè. Ủa sao anh Thiên rồi? Rồi, ok. Nè nha, nhớ kỹ hai chữ ok nghe chưa? Kể tên các bộ phận trên cơ thể con người mà chỉ có một từ. Chân. Mắt. Tay. Mũi. Tay. Miệng. Ngực. Cái gì? Ngực. Ngực. Tóc. Răng. Lưỡi. Ốc. Nước. Trời ơi. Môi. Môi. Mày. Mày. Nách. Nách. Mông. Chân. Bông. 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 Giò. Giò. Giò với chân khác nhau. Khác từ là được. Khoan từ từ nha. 5, 4, 3, 2. Lưng. Lưng.
Cổ. Cổ. Xương. Da. Ruột. Ruột. Rốn. Rốn. Lòng. Lòng. Vô tới nội tạng rồi. Ngươi. 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 Phổi. Phổi. Gáy. Gáy. Tim. Tim. Gan. Gan. Vai. Vai. Xô. 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 Xô là gì? Cái đó là dùng để tập tạ thôi ông ơi. Ủa? Đi 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 khám bệnh, bác sĩ khám thêm cái xô à. Xương. Xương. Nằm. Gối. Gối. Máu. Hả? Máu. Máu. Ờ cái gì rồi. Ủa? Rồi. Ủa? Ủa tôi dắt rồi nó quýnh tôi luôn hả trời. Gót. Gót. Mạch. Mạch là cái gì? Mạch. À, mạch. Cũng mạch là chữ M. Cũng là chữ M. Cũng là chữ M. Bỏ chữ A. Ôi em thua đi. Thua mà. Thua. Tâm phục khẩu phục. Ủa? Không có thua không vậy được. Như vậy là tâm phục khẩu phục. Đợi mình chiến thắng ở trò chơi này. Xin chúc mừng. Việc cùng chúng tôi đến với trò chơi ngay sau đây của bảy nụ cười. Trò chơi này ra cũng biết nhanh tay nhanh trí thôi, sẽ có ba cặp đấu với nhau. Những câu hỏi chương trình đã chuẩn bị sẵn, mời lựa chọn. Em danh dịch anh chơi trước. Được, được, ok. Cặp thứ hai là ai? Mời em. Em chọn đi. Dạ. Dạ thôi em chọn chị Ngân ạ. Tôi nhất lực. Câu đầu tiên quá dễ. Dễ quá. Wow. Trời ơi bắt đầu em thấy vô tri rồi đó. Thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm bốn chữ cái? Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. À bốn chữ cái. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi đâu phải là em. Cái này nguy hiểm lắm. Vinh hả? Ủa Minh đó. Vinh. Tự nhiên gọi là Hồ Chí Minh. Nhưng mà có chữ Minh mà. Bán cái nữa cho tỉnh là đi bạn thôi. Quá dễ đúng không? Rồi tiếp theo. Thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm ba chữ cái? Ba chữ cái. Thành phố. Năm. Bốn. Huế. Ai mới nhắc lại? Ai mới nhắc chữ Huế vậy? Dạ, dạ chỉ vô người. Không có. Không. Không có. Tôi nghe tiếng đàn ông mới nhắc ở dưới. Nam Mập. Em có quen Nam Mập không? Nam Mập là ai? Em có biết Lê Hữu Hoàng Nam không? Không. Chưa từng làm việc chung? Chưa từng. Chúng tôi không biết ai tên Lê Hữu Hoàng Nam. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ủa? Gì vậy? Tạo sự. Ủa anh kỳ quá à. Lê Hữu Hoàng Nam là cái người đã quay phim, làm DOB cho phim của em rồi. Nếu mà đã đi làm phim thì anh không có đi làm game. Anh đang nói ai vậy? Lê Hữu Hoàng Nam mà nhắc một lần nữa là tôi mời lên đây ngồi. Cho bắn 7x7 49 phát. Anh Nam cứ nhắc đi. Trong MV Quá Khứ Đôi Hiện Tại Đơn của ca sĩ Đức Phúc, Hồ Minh Chi đánh son màu gì? Không có đánh son màu gì hết, tại vì nó là trắng đen. À MV trắng đen hả? Cái đó không đồng ý. Có đánh son nhưng mà vì nó trắng đen thôi. Thì trắng đen này không nhận ra được. Thì đúng rồi là không có nói màu gì hết. Con gì lúc nhúc thấy ghê, gắn thêm dấu sắc thì bỏ nồi canh chua. Chua. Cá lóc. Lóc đúng không? Lóc đúng không? Xấu, xấu, xấu. Con cá sấu. Canh chua cá sấu mọi người ơi. Canh chua cá sấu mọi người ơi. Lần đầu tiên trong lịch sử canh chua cá sấu. Sâu bỏ đem dấu sắc là trái sấu. Đúng rồi, cái đó trả lời cho vui thôi. Đây là đối tên lời bài hát. Thôi để tập trung lại. Lời bài hát thì sẽ ra được đáp án. Rapper nào mới ra đời đã đẹp trai? Ê! Chết không biết luôn á. Thiếu thứ hai. Chính xác.
Cái gì? Thiếu trai. Có đoạn là anh đẹp trai từ khi mới ra đời đó. Trời ơi, cái đó mà hỏi tôi là điếc thiệt luôn á. Anh đẹp trai từ khi mới ra đời. Hãy sắp xếp theo thứ tự từ chậm đến nhanh nhất. Vận tốc tàu hỏa, vận tốc tàu ngầm, vận tốc ánh sáng, vận tốc âm thanh. Tàu ngầm, tàu hỏa, âm thanh, ánh sáng. Chính xác. Vinh giỏi quá. Ngồi luôn đi em, chút xíu ngồi luôn đi, đừng xuống. Bạn Bam là bạn người Thái, bạn An là bạn người Việt Nam. Mỗi lần gặp bạn An, bạn Bam chắp hai tay vào nhau và cúi đầu. Vậy tức là bạn Bam đang thể hiện điều gì với bạn An? Bạn An. Bạn An. Ủa? Ngọc trước. Chào. Chào. Quá đơn giản. Không phải đi ra. Quá dễ ha. Một lát sau, bạn Bam gặp bạn Sa đến từ Tây Tạng. Cô theo truyền sao? Thống của Tây Tạng thì bạn Sa sẽ chào như thế nào? Ngọc. Lè lưỡi. Hả? Lè lưỡi ra chào. Cái đó là bên Tây Tạng. Ở Việt Nam đừng gặp con trai mà lè lưỡi. Dạ nhưng mà anh hỏi. Thì đúng rồi. Nhưng mà sai. Đúng rồi. Không, bạn Bam bạn vẫn phải chào vậy. Còn bạn kia bạn mới lè lưỡi. Đang nói bạn kia. Đang nói bạn kia. Anh Vinh bắn một lần nữa. Bây giờ là câu cuối cùng để phân thắng bại ở lượt này. Ôi ghê. Có này nhiều người biết luôn. Ở Ấn Độ. Rồi xong. Ra thể hiện thái độ không đồng tình thì người ta sẽ A gật đầu, B giơ ngón trỏ lên đầu, C lắc đầu và D là quay mặt bỏ đi. À, thôi đóng đại đi. Giơ ngón trỏ lên đầu. Giơ ngón trỏ lên đầu. Tự nhiên không đồng ý là giơ ngón trỏ lên đầu. Người ta không đồng ý. Quay đầu bỏ đi thôi. Người ta đúng sẽ không? Gật đầu. À gật đầu. Đó là ở bên Ấn Độ. Ồ. Như vậy ở lượt này Ninh Dương Lê Ngọc chiến thắng. Yeah. Ủa sao kỳ vậy ta? Thì tại anh giành quyền trả lời mà không được thì là điểm của em. Bây giờ em nắng nhiều mà. Ôi anh ơi, nãy giờ có mình em trả lời à. Mà em sai không à? Em đúng một câu, sai một câu, đúng một câu, sai một câu. Để anh đi về. Kể tên ba tỉnh hoặc thành phố có từ Hà. Lượt từ Hà. Lượt Hà Nội. Một. Hà Giang. Hai. Năm. Bốn. Ba. Nam Ninh. Hai. Một. Phát. 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 Mới bơ bơi là hơi nhiều, thông cảm cho chương trình. Hà Tiên. Cắt máy. Đúng không anh? Em nói đúng mà đúng không? Nhưng giọng cười của chị sai. À, tại vì cái giọng cười em nó sai lắm. Câu tiếp theo. Tiếng Anh và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ chính thức của quốc gia nào sau đây? Canada, Bỉ hay Hà Lan? Canada. Yeah, hay quá chị Dạ ơi. Tôi biết câu đó mà tôi giơ tay trễ. Đúng rồi. Kiến thức người ta uyên thâm. Thôi mà chân à. Bớt nẹt vô à. Bớt nẹt là. Con chó. Con chó. Con chó. Sao tự nhiên con chó anh quay thẳng qua đây vậy? Rồi tự nhiên quay qua con chó. Con chó và con ếch thi bơi với nhau. Bình thường thì con ếch đều thắng, nhưng tại sao lần này con ếch lại thua? Hết câu hỏi chưa? Hết. Anh trả lời đi. Chó ếch chết à. Trời, tôi đề nghị bắn à, câu trả lời vô tri. Tự nhiên trả lời đây. Chó ếch chết. Tại sao lần này con ếch thua? Tại vì nó không có bơi, nó đứng ở trên bờ. Thì có mình chó nhảy xuống, chó bơi qua kia thôi. Bắn à. Đáp án là tại vì những lần trước ban tổ chức cuộc thi bơi ếch. Còn lần này ban tổ chức cuộc thi bơi chó. Trời ơi, tôi nghĩ là đố chữ chó ếch
chết á. Anh chết á. Trong truyện Sự Tích Trái Dưa Hấu, con nào đã bán hạt giống cho mang tim? Con chim, con heo hay con chó? Chó. Con chim. Không có bán. Nó ngậm. Nó ăn lộn. Nó ngậm cái hộp, nó thả vô. Thả đâu mà thả đó. Sao mang tim nói câu gì? Mang tim nói là chim ăn được, người ăn được. Yeah. Mang tim bèn khắc mấy chữ lên trái dưa hấu, thả trôi ra biển. Chữ gì khắc chữ gì? Ship tận nơi. Ship tận nơi. Quên cái vụ bán. Câu này dễ. Nếu bác sĩ đưa cho bạn 3 viên thuốc và dặn uống mỗi viên sau nửa giờ, vậy sau bao lâu thì bạn uống hết? 5 4 quá dễ. 3 2 1 Bác sĩ đưa cho bạn 3 viên thuốc, dặn uống mỗi viên sau nửa giờ, vậy sau bao lâu thì uống hết? Mỗi viên sau nửa giờ thì là 1 tiếng rưỡi. Lên đây. Kêu dễ. Lên đây. Do đội mình trả lời sai. Mỗi viên sau nửa giờ. 3 viên nè, Luật này cầm 3 viên nè. 3 viên. Con ơi, nghe thầy nói nửa tiếng một lần. Một tiếng. Rồi uống đi. Nửa tiếng. Đầu tiên là uống nè, xong rồi sao? Nửa tiếng. Còn một cái là nửa tiếng nữa là hết. Là 1 tiếng thôi. Sinh nhật Ngân. Vinh tặng cho Ngân 12 bộ quần áo và 2 áo khoác. Sinh nhật Ngọc, Ngân tặng Ngọc 2 bộ quần áo. Hỏi Ngân còn bao nhiêu cái áo? Cái áo nha. Cái áo. Mời. Không có nhìn xuống dưới. Áo khoác với áo kia luôn. Kìa. Còn 10 cái áo. 7 cái áo khoác. 12 cái. Chính xác. Mấy mốt mình đừng nói gì hết á. Tôi nghĩ tới đố chữ không? Cái áo, cáo ai? Nữa. Cái giờ tôi nghĩ đố chữ không luôn á trời. Vinh rất thích thể thao. Hôm đó Vinh vận động mạnh ở nhiệt độ 38 độ C. Hỏi tại sao Vinh không toát mồ hôi? Bởi vì bữa đó Vinh bơi lội. Gì? Bữa đó Vinh bơi lội. Sai. Chính xác. Oh. Yeah. Câu này căng. Căng. Nó dễ lắm nhưng mà hay nghĩ căng. Cô giáo để sắp tài liệu 10 trang in hai mặt trên bàn. Hai mặt. Và bị gió thổi bay tứ tung. Tứ tung. Cô nhặt. Bắn đi. Bắn liền bạn. Nãy giờ vậy không các bạn? 10 trang in hai mặt bị gió thổi bay tứ tung. Cô nhặt lại được những tờ giấy có ghi trang 1, 3, 7, 9. Hỏi cô bị mất mấy tờ giấy? 1 tờ giấy. Đó là trang 5, 6 hai mặt. Nghe chưa? Anh luật. Cô giáo nhặt lại được tờ giấy có ghi trang 1 thì bên kia nó sẽ là trang 2. Tờ thứ 3 thì bên kia sẽ là 4. Tờ thứ 7. Đừng nói nữa. Tôi lên đây cái trò này rồi tôi thua hết. Đố chữ nè. Đố chữ. Trời ơi, anh làm như anh gành và đố chữ lắm vậy. Trời. Bạn nếu mà nói lái là bạn nháy mắt tôi một cái nha. Đố chữ thôi, đơn giản. Cái này rất đơn giản. Ok. Bánh gì vừa ăn vừa phải trông coi? Vừa ăn vừa phải trông coi kìa. Anh luộc trời. Trời anh. Dễ mà anh. Bánh này có thiệt. Bánh canh. Chữ đâu? Canh. Canh. Trời ơi, lại lại nghĩ nói lái nữa. Ai biểu hiện nói lái? Ăn coi ôi căng. Nữa mà. Là bánh căng. Biển gì không có nước mà vẫn có cá? Biển hả? Trời ơi anh luôn. Tiếng tâm lại anh ơi, tiếng tâm lại nè. Biển gì không có nước mà vẫn có cá kìa, trời ơi. Trời ơi chị dạ. Tiếng tâm bây giờ.
Lộc trả lời luôn. Báo, báo. Cái đầu tôi không biết nha. Nè, nè. Biển báo mất bơi gì có cá chồng. Mấy cái biển không báo này nè. Mà ở trên đây là cấm câu cá này nọ đó. Ờ, đã có hình con cá. Thì đây rõ ràng là biển gì? Biển cấm câu cá. Biển cấm câu cá. Chính xác. Mời ăn hại về chỗ. Cho em hai cái biển báo đời bên đây được không? Như vậy là Lâm và Dạ vẫn thắng, xin chúc mừng.